Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video review mở cái hộp lưng khô của quân đội nhân dân Việt Nam nha các bạn. Thì cái hộp này mình mua ở trên mạng, bộ 9 gói lưng khô quân đội các vị của công ty trách nhiệm hữu hạn Global Việt Nam sản xuất. Thì ở trong đây là nó có gồm những 9 loại, 9 gói lương khô, bao gồm tất cả là 8 loại mà mình đã mua trên mạng về. Thì các bạn thắc mắc là lính bộ binh hay lính bay sử dụng những cái lương thực gì, những lương khô gì, thì mình sẽ mở ra để coi ở trong đây như thế nào nhé. Thì đây là cũng lần đầu tiên mình mua thử cái lương khô, coi cái hương vị ra sao nha. Trong cái hộp nó gồm gì các bạn? Trong cái hộp có đóng gói sẵn cái gì? Công ty cổ phần 22. Đây là lương khô chất lượng cao K22, một sản phẩm của quân đội nhân dân Việt Nam, khối lượng tịnh là 70g. Thì mình sẽ mở hết ra coi trong đây nó như thế nào nha các bạn, nó gồm những gì nha. Một thanh ca cao. Tiếp theo là đây là công ty cổ phần 22, lương khô cao cấp Happy Life, khối lượng tịnh 70g. Còn trong này còn tiếp cái gì? Công ty cổ phần 22, lương khô Dream Business, lương khô dinh dưỡng đặc biệt. Mình đã có 3 loại. Cái thứ tư là gì? Công ty cổ phần 22 lương khô bay, sản phẩm chất lượng và dinh dưỡng. Chút xíu nữa mình sẽ nói chi tiết những cái thành phần, những tác dụng của cái lương khô này nha các bạn. Lương khô cao cấp Goldman, vitamin dinh dưỡng khoáng chất năng lượng, cũng là 70g. Mình lầm lên lại, không sao hết. Đây là bộ quốc phòng công ty cổ phần 22, lương khô bộ binh 702. BB là viết tắt của bộ binh nha các bạn, nghĩa là lương khô dành riêng cho bộ binh. Mình còn thấy lương khô nữa, lương khô hương quê chất lượng cao và dinh dưỡng doanh nghiệp, một sản phẩm của doanh nghiệp hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam, cùng khối lượng tịnh của là 70g nha các bạn. Thì mình đã có tất cả là mình để đây cho các bạn dễ nhìn nè. Mình đã tất cả là 7 loại. Đây cuối cùng. Cuối cùng là lương khô matcha, cũng của công ty cổ phần 22 nha các bạn, đó là của một công ty sản xuất nhiều loại. Hai gói này giống nhau, tức là một cái hộp như vậy mình sẽ có tất cả là 9 gói lương khô. 9 gói lương khô này bao gồm là 8 loại. Thì ở đây trong đây cái lương khô mà nó dễ phân biệt nhất là cái lương khô bay và lương khô bộ binh. Hai cái tên của bạn, cái tên của nó, hai các bạn cũng đã đoán được phần nào đúng không? Lương khô bay tức là dành cho phi công, phi công là sử dụng lương khô. Lương khô là thực phẩm được hút chân không ép đóng gói lại để cho mỗi khẩu phần ăn của lính phi công, lính bay, thì nó sẽ bao gồm một cái thanh lương khô như vậy và nhiều thứ khác.
mình xem thử cái thành phần trong đây là cái gì các bạn. Các bạn có thấy được chữ không ạ? Bên nó còn có bột mì, đường kính, dầu thực vật, sotenin, mà đọc tiếng Anh không hay lắm các bạn thông cảm nha. Bơ, muối, muối ăn, sữa đặc có đường, sữa bột, bột đậu xanh, nước sạch, chất tạo xốp, nguyên liệu thực phẩm. Giá trị dinh dưỡng trên 100g. Được tổng năng lượng là 396 calorie. Còn đây là đơn kho bộ binh dành cho lính bộ binh. Đây, thành phần của nó: bột mì dinh dưỡng, đường kính, đường lactose. Tiếng Anh nó ghi gì mình đọc không được các bạn, nó ghi nhỏ mình cũng không làm tiếng Anh nữa. Sữa bột, sữa đặc có đường, hạt vừng trắng, trứng gà, dầu thực vật, margarine, hạt điều, bột cacao, bột đậu xanh, muối ăn, nước sạch, chất tạo xốp, phẩm màu thực phẩm, hương liệu thực phẩm. Dùng diễn tập hành quân, dã ngoại, thể thao, lao động với cường độ cao. Hạn sử dụng là từ 13/1/2020 tới 13/2/11/2021. Có nghĩa là nó sử dụng được hạn sử dụng 1 năm các bạn. Năng lượng trên 100g là 384 calorie. Thì cái này năng lượng đó là 396, là lượng khô bay này sẽ nó nhiều hơn cái đường cơ bộ bên này một xíu. Thì thành phần của những cái gói lương khô này giống như lương khô cao cấp này thì nó không có dùng dành đặc riêng cho lính, mà nó sẽ dùng cho dân dụng mình. Những người mà ăn kiêng có thể sử dụng lương khô này để giảm, để tập luyện cho mình ăn kiêng, mình giảm ký được nha các bạn. Từ trong đây thành phần đó đa số là như đây, thành phần của nó là bột mì, đường trắng tinh luyện, dầu thực vật, sữa bột, giấy, bột trùng. Đó là calorie trên 100g của nó rất là thấp, từ 4,5 đến 450g calorie. Thì giá trị dinh dưỡng 100g một thanh này chỉ có 70g thôi. Thì ăn hết một thanh này thì nó không có bao nhiêu calorie á. Thì giờ chúng ta có thể no được, nhưng mà lại không có quá nhiều chất béo, chất bổ. Đây là Happy Life thành phần sử dụng đường từ cây cỏ tự nhiên, thiên nhiên, phù hợp với người tiểu đường, tốt cho người cao huyết áp, béo phì. Sản phẩm có bổ sung chất xơ. Thì đa số sản phẩm này là nó rất tốt cho người ăn kiêng, nói chung là vậy các bạn. Còn mình là mình mua chủ yếu là mình tò mò biết cái sản phẩm của quân đội như Việt Nam mình dành cho lính như thế nào thôi, và sẵn là mình review cho các bạn xem. Năng lượng 345 calorie, thành phần bột mì, đường, sữa. Thành những cái thành phần của nó cũng giống như những cái thành phần những cái loại khác rồi. Mình nói sơ qua các bạn biết nha, những cái lương khô này là nó bán riêng từng hộp nha các bạn. Đóng gói là thường là đóng gói 1 kg. 1 kg trong một thùng. Một thùng nó có nhiều khoanh như vậy. Nhưng mình đã đặt riêng một cái nơi họ trộn lẫn 8 loại lại với nhau thành một cái hộp riêng cho mình như vậy. Thì họ trộn sẵn cái gì mình đặt mua về thì mình sẽ biết được tất cả cái hương vị, mình không cần phải mua từ món một. Thì nếu mình mua từ món một thì mình sẽ không dùng không hết, thì nó rất là nhiều, nó không có bán riêng một khoanh như vậy đâu. Họ bán một lần một thùng nha bạn, một thùng một hộp lớn là phải 1 kg cho lên nha bạn. Thì mình sẽ không dùng hết tới 8 loại 8 thùng luôn. Cho nên mình mua như vậy thì mình biết được tất cả các hương vị. Mình mua chủ yếu là ăn thử cho biết thôi, biết cái hương vị nó như thế nào. Cái matcha là cái nhỏ nhất, là nghĩa là nó mắc nhất trong các loại lương khô vậy. Thành phần nó là bột mì, đường, dầu thực vật, muối ăn, sữa đặc có đường, sữa bột. Mình nói chung là những cái thành phần này nó tương tự những cái thành phần của bên kia thôi, mình có thêm cái hương vị matcha nó khác chút xíu. Anh em mình sẽ khui ra hết nha. Mình khui ra hết rồi mình
Review từng món nó như thế nào. Mình tạm thời để nó qua một bên đi. Mình sẽ cắt hết luôn tất cả. Mình sẽ dùng một khay nhựa này. Mình cắt hết tất cả 8 loại này luôn nha các bạn. Mình cắt hết tất cả, cắt hết 8 loại cái này vô trong một khay nhựa luôn. Đầu tiên mình sử dụng cái cacao trước đi, cacao 22 luôn, hồ chất lượng cao và dinh dưỡng nè. Mình sẽ ăn thử nó như thế nào. Trong đây nó có như vậy không? Trong đây nó có những khoanh như vậy. Bọc trong cái lớp giấy này, cái lớp giấy này giống như là lớp giấy này không ăn được nha, nó không phải như cái lớp giấy mà bọc kiểu dừa bánh tre các bạn. Bọc dừa bánh tre là cái lớp giấy nó là hãy ăn luôn, còn này không phải nha. Để phải lột nữa nha. Mình sẽ bẻ. Ủa, cứng quá. Bẻ thử một phần ra thử về. Mình đang thử trước cái cà cào nha, lượng khô cà cào nha các bạn. Thì mình sẽ ăn thử một miếng như thế nào nha. Nó từ từ giống như cái bánh xốp rồi. Từ từ như cái bánh xốp mà trong cái hộp bán mấy công ty bánh kẹo hay làm. Ngọt ngọt có gì cả cao. Ăn này khát nước hết luôn rồi. Chỉ ăn được một khúc, một miếng thử rồi. Cái này ăn vô rất là ngán nha, rất là ngọt nha. Nó vừa bùi vừa béo nữa. Mình phải uống nước vô liền chứ mình không là vừa nổi đâu. Để này một bên nha, mình cắt tiếp cái khác nha bạn. Mình ăn nhiều lắm, mình không phải nào ăn một món mà nhiều quá mình ăn không nổi đâu. Đây là cái lương khô Happy Life nha, Happy Life lương khô cao cấp. Để có Happy Life này nó có gì không đây. Cái màu nó cũng tương tự như cái cacao hay nãy, cacao 22 hay nãy. Cái con cách đóng gói nó cũng giống nhau nè. Rút kinh nghiệm lần trước là mình sẽ lấy một cái phần nhỏ thôi nha, mình không lấy gấp đôi đấy các bạn, mình lấy một cái mỏng thôi. Đây nó có hai cái như vậy. Là nó có hai cái thành như vậy, nó có cái gấp đôi đứng giữa rồi mà. Mình lấy khoảng nửa một khúc trên thôi chứ mình không lấy khúc dưới nữa. Sao bẻ được thì cũng khó bẻ chứ. Đây mình sẽ lấy cái này ra tách như vậy, lấy một khúc này thôi. Đó. Mình sẽ lấy như này thôi nha các bạn, không hết đâu. Cho lại ăn thử như đây thôi. Cái này thành phần nó bột mì, hạnh nhân, mút tinh, vani đường, cỏ ngọt, sữa bột về mặt nha. Thành phần này nó khác thành phần cacao, nó có nhiều thành phần khác một xíu.
Cái này nó ít ngọt hơn cái cacao mà. Thơm. Thơm, ngọt, bùi, béo. Mình cắn vô nó giòn. Nó giòn gần như kẹo vậy mà nó mềm hơn chút. Cái này ăn vô xong rồi uống nước. Ăn chừng vài cục uống nước nó nở ra là no luôn rồi. Mình không cần ăn nhiều nha. Ăn vô uống nước nở no luôn, không cần uống nhiều, vẫn no. Thì đặc biệt rất tốt cho những người ăn kia nha. Ở đây mình sẽ thấy review cái gói lương khô The Dream Business nè. Business gì đó mình đọc đại các bạn thông cảm nha, mình đọc không rõ nha. Thành phần của nó là bột mì, đường trắng, tinh luyện, dầu thực vật. Các bạn có nhìn thấy rõ mà. Nấu trứng gà, bột đậu xanh, sữa bột, nước sạch. Năng lượng cho 100g của nó là 396 calorie. Cắt ra luôn nha. Còn cách đóng gói vẫn y chang nhau rồi. Cái giấy này là nó vừa bảo vệ vừa hút ẩm luôn rồi. Gói này nó sẽ hút ẩm một cái này nè. Nó hút chân không rồi thì mỗi gói này hút ẩm nữa thì nó có tác dụng giữ chỗ này được lâu á. Không bị hư. Cái màu nó khác cái màu nửa thanh kia chút xíu. Đây mình cũng lấy ra một lấy một con mỏng bao nhiêu cái kia mà. Cứng quá. Mình lấy một thành phẩm á thôi. Mình thử coi. Mình vừa mình thắt lại nè. Đây rồi. Đây chính là lương khô The Dream Business nha. Lương khô dinh dưỡng đặc biệt. Cái lương khô này thì nó không có ghi là dành cho riêng cho quân đội, cho nên có thể mình dùng với tất cả mọi người những nhu cầu khác nha. Chứ riêng đặc biệt có cái lương khô này nè, lương khô bộ binh nè, và lương khô bay này nè, nó dành riêng cho bộ binh là hai cái một cái bên bộ binh một bộ bay khác nhau các bạn. Còn những cái volman nè, những con quê này thì không có ghi dành riêng cho cái quân đội nào hết. Nhưng mà dân thường mình có nhu cầu vẫn mua sử dụng bình thường nha các bạn, nó dùng chung với tất cả mọi người nha. Cái này để mình ăn thử cái The Dream Business mình nghe nó sao. Rất là thơm. Cái này có mùi thơm đặc biệt khác như cái kia, thì mình coi thử thành phần đó. Mùi thơm rất là thơm, thơm hơn ngay cái lương khô cacao với là Happy Life các bạn. Mùi thơm rất là đặc biệt. Rất là thơm luôn. Mình ăn có vẻ ngon hơn nữa. Dễ ăn. Không có quá gắt, giống như cái cacao của cái cacao đầu tiên là cái ngọt nhất. Mình ăn vô là xém mắt cổ mình luôn, xém dính cổ luôn. Còn cái The Dream Business này nè, dễ ăn, ngon. Rất ngon. Và đặc biệt cái tên lương khô nó là đúng luôn các bạn. Và biết tại sao
rất là khô, cực khô luôn, nó khô hơn cả bánh mì nữa. Mình ăn một cột xong là mình phải uống nước ngay, không chịu nổi. Mình ăn hết những cái cục này, 8 loại này, một cục một khoanh một cục gì là mình khỏi ăn cơm luôn rồi, mình bỏ cơm luôn rồi. Mình ăn mới có 3 cục thì mình thấy rất là no rồi.